Mimi. Vào đây chị xem. Chị hôm nay đi học về có bị ướt không? Ồ, không bị ướt tí nào luôn. Hôm nay đúng là có cái ô siêu nhân này khác. Che vào, chả ướt tẹo nào. Em lâu lắm quá. Em bị làm sao cơ? Để chị kiểm tra cho xem nào. Ui, cái mồm bị làm sao lại tụ máu đây này. Đâu, mắt đâu, bỏ mắt ra chị xem nào. Mắt bên này sưng, hít hết lại vào rồi. Hình như là em Cam bị làm sao ấy nhỉ? Ui, sao cái mắt của em Cam lại đỏ lên thế? Để chị kiểm tra xem có bị làm sao nữa không nào. Ui dồi ôi, chân này bị làm sao đây? Nóng vẩy đen xì. Cái chân đau này này, là em cho em bị ngã. Còn cái mồm đỏ này là do em ăn kẹo nhiều. Hôm nay em chỉ bị đau mắt thôi. Đau mắt này này. Ừ, mắt á. Hình như bây giờ á, có cái dịch bệnh, gọi là dịch bệnh gì nhỉ? Đau mắt đỏ đây em Cam ạ. À, hay là em Cam bị lây đau mắt đỏ các bạn ở lớp rồi. Ui chà, nhìn này, đỏ xung quanh hết mắt rồi. Em Cam mở mắt to ra chị kiểm tra xem nào. Ui chà ơi, nhìn này, mắt đỏ lừ luôn. Da này khó rồi. Để chị gọi anh Nhím đến kiểm tra cho em nhá. Cậu bảo em Cam bị làm sao cơ? Em Cam nhà tớ bị đau mắt. Bị đau mắt đỏ à? Đúng rồi. Mắt em ấy á, các cái dây thần kinh trong mắt này đỏ lừ hết lên rồi. Bây giờ đang có dịch đau mắt đỏ đây. Ui, đúng là bị đau mắt rồi. Cam ơi, ở lớp em có nhiều bạn bị đau mắt không? Ở lớp nhiều bạn bị đau mắt lắm. Ui giời, cái bệnh này á, tớ biết vì sao em Cam bị rồi. Vì sao cơ? Bệnh này nó rất dễ lây. Thế nên nếu như lớp em Cam mà có một vài bạn bị thì sẽ lây ra rất nhiều các bạn khác luôn. Em Cam đi học bị lây là đúng rồi, không tránh được đâu. Thế thì từ giờ mắt em Cam nhà tớ cứ đỏ như vậy à? Trông như con zombie ghê quá. Ui giời, em Cam nay còn trêu chị Trang nữa. Cái này không phải là nó sẽ bị suốt đâu. Cái này chỉ mấy hôm chữa trị là nó sẽ khỏi thôi. Thế nhưng mà phải đi mua thuốc à? Đi gặp bác sĩ à? Nhưng mà có việc này quan trọng hơn này. Em Cam bị đau mắt rồi, có nghĩa là những cái này ấy, nó do những con vi khuẩn virus gây ra. Đấy, khi mà em Cam đi học xung quanh môi trường bị nhiều vi khuẩn virus đau mắt đỏ á, thế là nó bay trong không khí, sau đó nó chui vào mắt đấy. Thứ hai ấy là những cái tay này. Cái tay này nó hay móc vào chân bẩn đúng không? Đúng rồi, thế xong lại đưa lên rụi trên mắt đi. Đấy, em Cam vừa rụi mắt đây này. Thế là những cái con vi khuẩn đây này, nó bám vào những cái đầu tay này, sau đó nó chui theo đường tay, nó chui vào mắt đấy. Ui, em Nhím ơi, anh nói nhiều quá. Suốt lại bây giờ là anh có cách gì chữa cho em không? Ủa, chữa cho em á? Anh không phải là bác sĩ đâu mà anh chữa được. Bây giờ tốt nhất là đến đứa em đi khám bác sĩ đi, để xem bác sĩ cho thuốc gì cho nó nhanh khỏi còn đi học tiếp cậu ạ. Sắp đến Trung thu rồi, không đi học là không được dự Trung thu đâu. Bây giờ em Cam phải ngồi yên nhá, để cho bác sĩ còn kiểm tra xem mắt của em Cam có bị nặng không. Em biết rồi. Không việc gì phải sợ. Bây giờ bác sĩ sẽ đeo cái đèn này vào để soi mắt cho em Cam nhé. Đây này, bác sĩ đưa cho mấy loại thuốc nhỏ mắt đây này. Có một lọ màu vàng này, một lọ màu xanh nước biển này, và một lọ màu hồng này. Bây giờ là mình phải nhỏ lọ màu vàng. Em không nhỏ đất mắt đâu. Em không nhỏ đất mắt. Nào, bỏ tay ra. Tay ra nào. Em Cam mà không nhỏ thuốc mắt thì sẽ không khỏi được đâu. Ô hay nhỉ, như thế này thì làm sao mà khỏi bệnh được. Như thế này á, càng ngày á càng nặng đấy. Em lại càng đưa tay lên mắt đây này, càng làm nó lây lan nhanh hơn. Các bạn ơi, nếu như mà mình bị đau mắt ý thì mình phải chịu khó nhỏ thuốc mắt vào. Không sao đâu, nhỏ là nó sẽ mát, nhưng mà nó dễ chịu lắm, chứ nó không đau hay là không làm sao đâu nhỉ. Nhớ chưa em Cam? Nào Cam, ngoan. Đấy, phải ngoan như thế thì nó mới khỏi bệnh được. Bây giờ anh sẽ nhỏ cho từng mắt nha. Mình sẽ vén lông mi này ra này, nhỏ một giọt vào, chớp. Đấy, đúng rồi. Tiếp theo bên này nữa này, nhỏ một giọt vào, chớp. Sau khi mình chớp đủ, mình sẽ lấy khăn giấy chấm nhẹ nhàng như thế này. Chấm nhẹ
nhà như thế này chứ không được lấy tay rụi nhớ chưa Cam. Em Cam bị cái bệnh đau mắt đỏ này là bởi vì đi học lây từ các bạn đấy. Mà lây qua đâu? Nói chuyện này, rụi mắt này. Nên là khi là chẳng hạn như em Cam bị bệnh này, em Cam rụi mắt, sau đó em Cam lại bám vào những cái đồ vật ấy, thế là những cái con vi khuẩn nó sẽ bò từ tay em Cam, nó bò vào chén, nó bò vào bát, nó bò vào bàn, vào ghế. Thế là các bạn khác khi mà sờ vào, đưa lên mắt, thế là bị luôn. Tớ đoán chắc chắn bây giờ cái cặp sách của em Cam cũng có nguồn bệnh đây. À, thế thì bây giờ chúng mình phải cần đi tiêu diệt nguồn bệnh ngay. Tớ mang cặp của em Cam tới rồi đây. Chúng mình hãy cùng kiểm tra cái cặp sách này xem có những con vi khuẩn ở trong này không nhé. Đâu, cậu mang đây tớ xem nào. Ui, đừng dí ở mặt. Xịt xung quanh rồi. Bây giờ mình kiểm tra xem bên trong này có đồ dùng gì không. Em Cam đi học kiểu gì chả có sách có vở để ra bên ngoài môi trường rồi. Đấy, xem nào. Ui, nhìn này, có mấy con vi khuẩn bay ra rồi. Này. Đấy, cục tẩy này, xịt cho một phát. Tiếp theo là đến những cái bút này, xịt cho một phát. Như thế này những con vi khuẩn nó không thể bám được ở trên bút được nữa. Ui dồi ôi, sách khủng long cơ à. Được rồi, xịt cho con khủng long này một trận nha. À, hết rồi đấy. Cho một phát nữa vào đây này. Thế là cái cặp này của em Cam cũng sạch sẽ rồi. Ngoài ra bị bệnh này, chúng mình cần phải làm gì các bạn có biết không? Lúc nào á cũng vệ sinh tay sạch sẽ. Bây giờ chị sẽ dẫn em Cam vào rửa tay sạch sẽ nhá. Rồi bây giờ em Cam đưa tay đây, chị rội nước vào trước đã, làm ướt tay. Sau đó chúng mình sẽ cho một ít xà phòng vào tay. Đây, cho một ít xà phòng vào tay, đánh đều lên nào, kì các mặt của bàn tay. Đấy, Cam làm theo chị Trang đi, kì đều cả hai tay. Sau kì các ngón tay. Như thế này thì không một con vi khuẩn nào có thể dính vào tay em Cam được. Lần lượt kì từng ngón tay Cam ơi. Đấy, xoáy đầu ngón tay này để cho những cái vi khuẩn nó không bám vào trong móng tay được. Kì mu bàn tay. Sau khi chúng mình kì sạch sẽ rồi, sẽ rửa lại sạch bằng nước nhé. Nào, em Cam đưa tay đây nào. Em phải rửa lâu để cho con vi khuẩn nó chết đi.